Thưa quý vị, như chúng tôi đã phản ánh về tình trạng xe vận chuyển vật liệu xây dựng để rơi vãi đất cát xuống đường gây ô nhiễm môi trường, tiềm ẩn tai nạn giao thông. Việc chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông của lái xe hạng nặng này cũng cần đáng nói. Nhiều lái xe khi bị lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe để kiểm tra, thay vì xuất trình các giấy tờ liên quan, thì tài xế lại đưa ra nhiều lý do, không hợp tác, kéo dài thời gian, gây khó khăn cho lực lượng chức năng khi xử lý vi phạm. Phản ánh của phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV trên tuyến đường quốc lộ 14B. Phát hiện phía trước có xe bị lực lượng chức năng kiểm tra xử lý, xe chở vật liệu xây dựng này vội tấp vào lòng đường để dừng đỗ. Khi lực lượng đến kiểm tra thì người điều khiển phương tiện bỏ đi, không hợp tác. Sau một hồi thuyết phục, thậm chí là dọa dán thông báo phạt nguội lên xe thì tài xế mới xuất hiện. Kiểm tra giấy tờ có liên quan theo quy định thì lái xe cho biết trước đó đã bị các lực lượng chức năng kiểm tra thu giữ. Đồng nghĩa với việc người đang điều khiển phương tiện không có giấy tờ hợp lệ. Trên đường xe di chuyển từ bãi về thì bị cơ quan chức năng đã lập biên bản tạm giữ bằng lái rồi nên xe phải đi di chuyển về bãi, về bãi rồi mới thay đổi tài xế được. Đại diện thanh tra giao thông thành phố cho biết việc người điều khiển phương tiện thường không xuất trình đầy đủ giấy tờ theo quy định khá phổ biến. Nếu có thì thường xuất trình duy nhất biên bản vi phạm mà trước đó đã bị các lực lượng chức năng thu giữ nên rất khó cho việc kiểm tra tính hợp pháp khi điều khiển phương tiện. Thông số kỹ thuật đăng kiểm cho phép tải trọng trên xe để kiểm tra đối chiếu. Với những trường hợp này, lực lượng kiểm tra mất rất nhiều thời gian để xử lý. Nhưng mà hiện nay ra đường á, thì thứ nhất là vướng cái công tác xử lý á, là ví dụ như lái xe trên đường hầu như là bị các nơi đều làm biên bản rất là nhiều. Thì ví dụ như tôi nói đơn cử như xe đây 1264 đây, ví dụ như hai bộ biên bản thì thực ra lái xe cũng biết sợ, nhưng mà cái đều là vì cái điều kiện chung của xã hội nữa thì nên đã có việc kiểm tra của anh em ra đường rất là khó. Tuy nhiên, để lập lại trật tự an toàn giao thông, triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch số 54 của Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Đà Nẵng về việc kiểm soát tải trọng xe trên địa bàn thành phố. Đối với những trường hợp này, Thanh tra Giao thông thành phố kiên quyết xử lý. Với những cái thủ tục hành chính mà không đảm bảo thì chúng tôi sẽ yêu cầu giữ xe lại và không cho tiếp tục lưu hành. Rồi để cho xe đủ thủ tục hành chính trước khi cho xe lưu hành thì chúng tôi phải được xử lý với cho xe lưu hành.